Mạnh Quỳnh lần đầu song ca Minh Tuyết. Mạnh Quỳnh, Minh Tuyết lần đầu kết hợp hát các ca khúc bolero trong show Người Tình Ba tối ngày 20 tháng 10. Từng diễn chung nhiều sự kiện âm nhạc song sân khấu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia tối ngày 20 tháng 10 đánh dấu lần đầu họ hòa giọng. Hai ca sĩ thể hiện liên khúc Duyên Kiếp, Lam Phương và Gõ Cửa Trái Tim, Vinh Sử. Mạnh Quỳnh, ca sĩ thành công với dòng nhạc vàng, khéo léo dẫn dắt, hỗ trợ Minh Tuyết trong lần hiếm hoi cô thử sức phong cách không phải sở trường. Kết thúc phần trình diễn, anh dành nhiều lời khen cho đồng nghiệp, khẳng định cô có thể cân được nhiều thể loại nhạc. Trước đó, khi biết thông tin sẽ kết hợp trong live show Người Tình Ba, hai ca sĩ đều bất ngờ, lo lắng. Minh Tuyết dành thời gian tập cùng ban nhạc để tự tin biểu diễn. Trong lúc giới thiệu Người Tình sân khấu mới, ca sĩ nói vui Mạnh Quỳnh có chiều cao nhỉnh hơn bằng Kiều, khiến cô không phải đi giày thấp. Tôi đứng với người tình này cũng khá xứng đôi, cô nói. Ngoài phần song ca, họ thể hiện các bài hát gắn với sự nghiệp, tạo những gam màu riêng trong chương trình. Minh Tuyết nhẹ nhàng nhưng vẫn bùng nổ cùng Để Cho Em Khóc, Khúc Trường, Thầm Gọi Tên Anh, Nhạc Hoa, Lời Việt Nhật Ngân. Mạnh Quỳnh hát loạt ca khúc tự sáng tác như Khóc Tình U Mê, Tôi Vẫn Yêu Em. Mạnh Quỳnh tên thật Nguyễn Thanh Dũng, sinh năm 1971, ghi dấu ấn với các ca khúc trữ tình như Người Phu Kéo Mo Cao, Vinh Sử, Tình Nghèo Có Nhau, Đài Phương Trang. Anh cùng Phi Nhung từng là đôi vàng song ca của làng nhạc trữ tình, trước khi chị qua đời vào năm 2021 vì Covid-19. Hồi tháng 4 năm 2022, ca sĩ về nước làm đêm nhạc tưởng nhớ tri kỷ của mình. Minh Tuyết sinh năm 1976, em gái hai ca sĩ Cẩm Ly và Hà Phương. Năm 1997, cô sang Mỹ du học ngành thời trang và tiếp tục theo đuổi ca hát. Tại hải ngoại, Minh Tuyết, Bằng Kiều là đôi ca sĩ được yêu thích. Nhiều năm nay, cô đi lại giữa Mỹ và Việt Nam để hoạt động âm nhạc. Sau Người Tình Ba diễn ra trong 3 tiếng, kể những câu chuyện tình với mọi cung bậc cảm xúc. Chương trình lần đầu chứng kiến Trịnh Nam Sơn chung sân khấu với Bằng Kiều. Hai ca sĩ vừa hát, vừa chơi nhạc cụ là guitar, saxophone trong tiết mục Quên Đi Tình Yêu Cũ, Trịnh Nam Sơn. Trịnh Nam Sơn cũng kết hợp Thanh Hà, biểu diễn nhớ. Tuy nhiên, phần kết hợp giữa các khách mời không nhiều, khiến khán giả tiếc nuối. Một số bài hát đang thịnh hành đang xen trong live show, được khán giả đón nhận. Minh Tuyết làm nên phiên bản mới của Hoa Nở Không Màu, Nguyễn Minh Cường, Bằng Kiều, Bắc Trang cùng Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng, Đông Thiên Đức. Live show gồm nhiều bản phối mang phong cách gia, do nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Nam thực hiện, tạo không gian âm nhạc sang trọng. Phần dàn dựng minh họa cho mỗi tiết mục được tiết chế. Ánh sáng và video trên màn hình LED hỗ trợ hiệu quả cho những màn trình diễn của 6 ca sĩ. Dàn nhạc Nam Gia Nai biểu diễn trực tiếp trên sân khấu, phiêu cùng các khách mời. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên dẫn chương trình. Không gian trung tâm hội nghị quốc gia được lấp kín với khoảng 4.000 người xem. Đêm nhạc bắt đầu lúc gần 21 giờ do nhiều khán giả kẹt xe và kết thúc khá muộn lúc 23 giờ 50 phút. Từ 23 giờ, vài khán giả lớn tuổi đã lác đác ra về. Thúy Hiền, 63 tuổi, Hà Nội, hào hứng khi được thưởng thức live show quy tụ những giọng ca đã thành công ở thị trường hải ngoại. Khán giả cũng ấn tượng màn kết hợp lần đầu của các ca sĩ. Về tiết mục song ca của Mạnh Quỳnh, Minh Tuyết, Thúy Hiền khẳng định khó có ai thay thế Phi Nhung, song vẫn ghi nhận nỗ lực của Minh Tuyết. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.